Kính chào quý vị và ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Đảng với âm mưu giúp voi giày bà tổ. Cư dân mạng mới đây tố cáo hành vi bán 25 triệu tấn cát xuất khẩu của Bộ Quốc phòng Việt Nam là gián tiếp giúp cho Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Hàng trăm ngàn hecta đất trọng yếu đã được bán cho người Trung Quốc quản lý, trong khi hình tượng lịch sử Trung Quốc thời Tần đang tái hiện Trấn Yểm, Lâm Đồng khiến nhiều trí thức trăn trở. Kể từ năm 2014 cho đến nay, đã tròn 6 năm từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo tại Biển Đông, thuộc khu vực Hoàng Sa và Trường Sa đã cưỡng chiếm của Việt Nam. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng thành đảo nhân tạo phi pháp với tổng kinh phí lên tới hơn 11,5 tỷ đô la. Trung Quốc cũng xây dựng trên đá chữ thập 9 cầu tàu, 2 bãi đáp trực thăng, 10 anten liên lạc qua vệ tinh và một trạm radar. Đặc biệt là việc xây dựng một đường băng dài 3.125 mét và rộng tới 60 mét đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược tại Trường Sa hoạt động. Đầu tháng 3 năm 2015, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo mở rộng diện tích quy mô lớn 7 bãi đá ngầm ở khu vực Trường Sa của Việt Nam là đá chữ thập, Ga Ven, Châu Viên, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Vành Khăn và đá Subi thành các đảo nhân tạo rất lớn và có nhiều căn cứ quân sự đóng ở đây. Mới đây, sự kiện 24 công ty Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt là do Mỹ đã nhận diện ra sự ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước có chủ quyền liên quan trên Biển Đông. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các công ty quốc doanh để nạo vét và bồi đắp gần 3.000 hecta tại các thực thể có tranh chấp trên Biển Đông, gây bất ổn cho khu vực, giày xéo lên quyền, chủ quyền của các nước láng giềng và tàn phá môi trường nghiêm trọng không kể xiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu ra trong một tuyên bố như vậy. Facebook Phạm Minh Vũ đã có bài phân tích về đề xuất xuất khẩu 25 triệu tấn cát của Bộ Quốc phòng kéo dài từ năm 2018 cho đến nay, mặc dù trên danh nghĩa là bán xuất khẩu cho Singapore, nhưng thực tế là giúp cho Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngoài biển, nhà cầm quyền Việt Nam bán cát cho Trung Quốc tôn tạo các đảo nhân tạo để chúng đặt căn cứ quân sự, chúng chĩa hỏa tiễn vào nước chúng ta. Nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục tôn tạo bãi cạn, đá chìm thành đảo nhân tạo, rồi xây dựng các căn cứ trên đó. Người ta hỏi cát ở đâu để Trung Cộng có đủ mà san đắp các đảo nhân tạo mà chúng cướp được của chúng ta? Ông Phạm Minh Vũ đã nêu lên vấn đề như vậy. Thì các xà lan hút cát trong bờ biển nước ta hoặc ở các sông ngòi được nhà cầm quyền bán cho một công ty của Singapore, thực chất đó là một công ty trung gian của Trung Quốc. Rồi chúng trở thẳng ra đảo để san lấp, để chúng cướp bắn ngư dân ta, để chúng xâm lược nước ta. Trong bờ thì Bộ Quốc phòng cũng hoảng hốt mà than rằng hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc đang sở hữu tới 162.000 hecta đất, trong đó có đất đắc địa ven biển tới 6.300 hecta. Đây là hình ảnh khu đô thị O-City tại thành phố Hải Phòng của người Trung Quốc, ảnh cho báo Tờ Trẻ cung cấp. Trung Quốc lập các khu phố người Tàu tràn lan trên khắp đất nước, đưa người ra vào tự do bao năm qua mà không có một cơ quan nào để ý, không một tổ chức nào giám sát. Nhưng riêng người Việt Nam mà ai lên mạng xã hội phản biện là lên đồn ngay. Trong bờ thì bao công trình Trung Cộng xây dựng trái phép, nhất là mấy khu du lịch Trung Quốc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, giờ đang tính xây thêm lăng Tần Thủy Hoàng mà không ai can thiệp. Trong khi đó, người dân thì bị nhà cầm quyền o ép, phải chạy đi làm thuê, làm mướn ở các quốc gia khác. Nhà cầm quyền cướp đất của dân, bỏ tù họ để giao đất cho Trung Quốc. Cuối cùng, đến giờ tôi mới biết, bao nhiêu năm qua tôi đã đóng thuế để nuôi một bộ máy cầm quyền ở Việt Nam. Đổi lại, họ phục vụ duy nhất cho một chủ nhân, đó là Trung Quốc. Phục vụ cho nó quay về xâm lược Việt Nam, nếu không gọi là nhà cầm quyền Việt Nam là những kẻ rước voi về giày mà tổ thì gọi bằng cái gì đây? Ông Phạm Minh Vũ đã gay gắt đưa ra câu hỏi như vậy. Và thực ra, chính sách điều hành xuất khẩu của Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát thô từ những năm 2005 cho đến bây giờ. Mặc dù các nhà nhập khẩu cát nói là từ Singapore vẫn liên tục đánh tiếng, nhưng không ai dám xuất khẩu mặt hàng đã bị cấm. Chỉ có Bộ Quốc phòng mới dám xin phép chính phủ để xuất khẩu mặt hàng gọi là cát nhiễm mặn, tức là cát khai thác ở các cửa sông, cửa biển. Còn việc xuất khẩu cho ai thì không nhất thiết được giải trình. Đối với Singapore, giới xuất nhập khẩu đương nhiên hiểu là họ chỉ là những trung gian mua đi bán lại cho khắp nơi trên thế giới. Bởi lẽ cảng Singapore chính là cảng truyền tải ở các nơi, vì thế họ đã nhập khẩu rồi xuất bán lại cho Trung Quốc thì Việt Nam cũng khó mà biết được.
Khi Trung Quốc liên tục xây dựng các đảo nhân tạo, đương nhiên họ cần một lượng cát khổng lồ. Có thể nói số lượng 25 triệu tấn giả thiết đem cung cấp cho Trung Quốc cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ mà thôi. Sự thật này rất dễ đoán, nhưng trong thương mại xuất nhập khẩu thì hầu như người bán chỉ quan tâm đến việc bên mua trả đủ tiền là tốt rồi. Đây là hình ảnh một mỏ cát lộ thiên ven biển ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Sự việc nghiêm trọng hơn nữa đã được đưa ra Quốc hội vào tháng 5 năm 2020 là người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 hecta đất biên giới ven biển thông qua hai hình thức như thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Đây là thông tin được Bộ Quốc phòng đưa ra trong báo cáo trả lời chất vấn của cử tri được gửi tới Quốc hội mới đây. Và việc sử dụng đất đai lẽ ra phải do Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý, nhưng khi Bộ Quốc phòng lên tiếng trước Quốc hội là do sự theo dõi điều tra độc lập vì những yếu tố liên quan đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia có thể bị đe dọa. Có 149 doanh nghiệp Trung Quốc đã sở hữu đất biên giới. Trả lời ý kiến lo ngại của cử tri Hải Phòng về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng và an ninh, Bộ Quốc phòng cho biết tính đến hết tháng 11 năm 2019 đã có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động khu vực biên giới của 22 tỉnh, thành phố. Trong đó có 92 doanh nghiệp có 100% vốn Trung Quốc, 57 doanh nghiệp có vốn liên doanh. Cũng trong số này có 134 doanh nghiệp đang hoạt động, 15 doanh nghiệp đã triển khai dự án nhưng tạm ngừng hoạt động. Thời hạn thuê đất của người Trung Quốc thường là từ 5 đến 50 năm. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực biên giới, đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giày da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử. Các doanh nghiệp người Trung Quốc trước khi cấp phép đầu tư đều được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Sở hữu vị trí đất trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đó là những điều hết sức nguy hiểm hiện nay đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đây là hình ảnh dọc các khu đô thị ven biển thuộc khu sân bay nước mặn quận Ngũ Hành Sơn, hiện có 246 lô đất. Trong số này có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các sàn giao dịch bất động sản có bảng hiệu tiếng Trung Quốc nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, theo báo Người Lao Động đưa tin. Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng cho thấy từ năm 2011 cho đến năm 2015, trên địa bàn các khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô đất, một thửa đất liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp người Trung Quốc sở hữu, núp bóng sở hữu và thuê lại tại các địa chỉ dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay nước mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phường Phước Mỹ. Cũng theo Bộ Quốc phòng, để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng, người Trung Quốc chủ yếu dựa theo hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam, đầu tư tiền cho cá nhân người Việt, chủ yếu là người Việt gốc Hoa mua đất. Ban đầu thì người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam. Người Việt Nam góp vốn chủ yếu bằng đất, doanh nghiệp sẽ do người Việt điều hành. Nhưng sau một thời gian, bằng nhiều cách, người Trung Quốc tăng vốn, giành quyền điều hành doanh nghiệp. Do tài sản góp vốn là đất nên quyền sử dụng các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc. Hầu hết các lô đất thuộc sở hữu của người Trung Quốc đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa rất quan trọng trong khu vực phòng thủ. Và việc lơi lỏng trong việc kiểm soát biên giới đường bộ đã khiến cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Cũng là khi đợt dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai bùng phát, làm cho nhiều người tử vong và số người nhiễm bệnh ở Việt Nam đã tăng lên con số trên 1.000. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tình trạng diễn ra gần đây như thường ngày, báo Tuổi Trẻ nói, thậm chí có hôm lực lượng biên phòng bắt hơn 100 người. Hàng loạt vụ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc được nêu ra, trong đó có cả người Trung Quốc tham gia cầm đầu đường dây nhập cảnh chui vào Việt Nam. Mới đây, nhiều vụ đã được xét xử lưu động ở các tỉnh sát biên giới Trung Quốc. Và gần đây nhất, mạng xã hội đã xôn xao với hàng trăm tượng binh sĩ giống đội quân đất Nung dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng được đưa về tập kết ở khu du lịch Quỷ Núi Đà Lạt. Đây là hình ảnh xe tải chở hàng trăm tượng chiến binh Tần Thủy Hoàng về khu du lịch Quỷ Núi ở Đà Lạt. Sở Văn hóa, Thể dục và Thể thao Lâm Đồng cho biết là chỉ mới nhận được thông tin và đầu tuần họ sẽ tới kiểm tra. Nghĩa là công trình xây dựng ở địa phương này mà Sở Văn hóa, Thông tin, Sở Giao thông xây dựng Lâm Đồng đều không phê duyệt thiết kế. Facebook Thanh Nguyễn Hồng đã đưa ra lời cảnh báo đầy bức xúc như sau. Khu du lịch Quỷ Núi ở Lâm Đồng chỉ sau 9 ngày mở cửa đã phải đóng cửa vì có những bức tượng phản cảm và rùng rợn. Công trình bị thanh tra vì hoàn thiện các thủ tục pháp lý
và nhân viên khu du lịch đánh người có ý kiến về những bức tượng vô văn hóa đấy vào hồi tháng 7. Còn giờ thấy ùn ùn những xe chở tượng lính tàu đời Tần, Minh gì đấy về thành phố sương mù. Cái gì vậy? Âm binh của tàu sẽ chiếm đóng ở đây hay sao? Đứa nào đưa quân tàu cổ về yểm ở nơi này? Lạ cái là người dân xây cái nhà vệ sinh nhỏ thì chính quyền địa phương biết ngay khi mới chở gạch cát về. Còn ở cả khu vực du lịch kịch cỡm gần 10 hecta thì khai trương rồi, các quan chức cũng không biết. Giờ những bức tượng quân Tần Tỷ Hoàng đã tập kết tại Đà Lạt cũng chẳng quan nào quan tâm. Không biết hay biết nhưng ngu xuẩn nhận thủ tục phí rồi. Ông Thanh Nguyên Hồng đã đưa ra nghi vấn như vậy. Và một khu vực du lịch nổi tiếng khác hơn đó là đồi Mộng Mơ do tập đoàn TTC sở hữu. TTC là của Đặng Văn Thành, là một người gốc Hoa sáng lập, đang bảo tồn tại khu vực này một cái vạn lý trường thành thu nhỏ bao nhiêu năm qua đã được xây ở đây. Vạn lý tường thành bên cạnh sự đổ sộ còn khiến người ta liên tưởng ghê tởm đến những chế độ tàn bạo do Tần Thủy Hoàng cai trị, vậy mà cho xây dựng trong lòng Đà Lạt. Chưa kể binh lính của nó lại cầm cờ ngũ sắc của Việt Nam, rất khó hiểu. Còn các binh lính ở khu Quỷ Núi là lính nước Việt hay sao? Là binh lính thời nước nào? Trần, Hậu Lê hay Tiền Lê hay nhà Nguyễn? Đã là quân đội thì phải có chỉ huy, vậy tướng cưỡi ngựa hàng đầu là ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Dù có biện minh là trên cái khiên có chim hạc chống đồng, thì công trình này đã xuyên tạc sự kiện lịch sử của Việt Nam cũng như quân tàu ở Vạn Lý Trường Thành cầm cờ ngũ sắc của quân ta. Ông Thanh Nguyên Hồng đã đưa ra nhận định như vậy. Còn Facebook Trần Thanh Cảnh cũng đưa ra những phân tích đáng lo ngại như sau. Từ Lâm Đồng, kẻ thẳng xuống Vịnh Cam Ranh là con đường ngắn nhất từ Tây Nguyên tràn xuống. Còn tầm quan trọng của Cam Ranh trong thế trận phòng thủ Biển Đông nóng bỏng hiện nay có lẽ không cần phải nói thêm lời nào nữa. Đây là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành được xây dựng ở đồi Mộng Mơ với lính Tần canh gác và bảng treo dòng chữ Bất Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán. Rất có thể một mũi dao đã kề vào mạng sườn của chúng ta, mũi dao giấu kín trong cái vỏ bọc khu du lịch văn hóa. Mũi dao chí tử này nếu là thật, chúng ta sẽ không có cơ xoay chuyển một khi chiến sự nổ ra ngoài Biển Đông mang tên Lâm Đồng, Tây Nguyên. Đề nghị các sức mạnh của nhà nước gồm có quốc phòng, công an cần đặt ngay vấn đề này lên bàn nghị sự, xử lý gấp cả muộn. Truy tận gốc chủ của này là ai và hốt nhanh cả ổ. Không thể để chúng hoành hành trên đất nước này như chỗ vô chủ được, vì bất cứ lý do gì, văn hóa, kinh tế hay quốc phòng, an ninh, phòng thủ đất nước càng không được phép, xin hãy hành động ngay. Và ngắn gọn hơn, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu lên tiếng rằng, hãy xóa sổ ngay Vạn Lý Trường Thành ở Lâm Đồng, hãy tống khứ các thây ma lính Tần Thủy Hoàng về nước Tần, ông nói. Và xin lưu ý với lãnh đạo Lâm Đồng về sự tồn tại của người Việt rằng bộ tộc Hán xuất hiện ở vùng núi Hoa Sơn xưa có tên là nước Tần ở Bắc Hoàng Hà, vùng Thiểm Tây Trung Quốc hiện nay, rằng người Hán đã đồng hóa cả hàng chục quốc gia lẫy lừng ở Bắc Hoàng Hà, ở giữa Hoàng Hà và Trường Giang, ở Nam Trường Giang, nhưng người Hán không chiếm được đất của người Việt. Một tí lợi nhỏ nhoi về kinh tế, dưới vỏ bọc đầu tư nước ngoài không thể là con mồi, dẫn đến bị thâu tóm lãnh thổ và bị đồng hóa. Không có Vạn Lý Trường Thành và lính Tần Thủy Hoàng thì Lâm Đồng liệu có nghèo đi hay không? Và đừng nghĩ rằng tôi nghĩ quan trọng hóa vấn đề, 100 năm nữa Trung Quốc nói có hải cốt lính Tần ở Lâm Đồng. Với Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là cảnh giác mà là không được tin. Ông Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 1 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đảng với âm mưu rước voi dày mạ tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.